Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm bổ gan giải độc rượu. Đó chính là dòng sản phẩm nước bổ gan giải độc rượu Hovinia Dusit Tans 365 đến từ Hàn Quốc. Thưa các bạn, đây là một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng tại Hàn Quốc, nhất là đối với những người có tính chất công việc thường xuyên tiếp xúc với rượu bia. Nếu như các bạn đang hỏi tại sao, thì Kiều Anh sẽ giải thích nhanh. Đó chính là đây là một trong những dòng sản phẩm giúp tăng cường chức năng gan, đồng thời là có công dụng giải rượu, phòng chống ngộ độc rượu vô cùng hiệu quả. Và đây cũng là một trong những dòng sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu qua về nguồn gốc xuất xứ của dòng sản phẩm này nhé. Sản phẩm nước bổ gan giải độc rượu Hovinia Dusit Tans 365 đến từ Hàn Quốc là một trong những dòng sản phẩm có chiết xuất từ cây nho khô phương Đông hay còn gọi là cây Hovinia. Cây nho khô phương Đông thì đã được nghiên cứu và ứng dụng nhiều trong việc là hỗ trợ tăng cường chức năng gan cũng như là điều trị các vấn đề về gan. Và các nhà sản xuất tại Hàn Quốc thì đã áp dụng công thức này cũng như là sử dụng loại nguyên liệu này để chế biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại và cho ra đời dòng sản phẩm nước bổ gan giải độc rượu Hovinia Dusit như bên cạnh Kiều Anh đây. Và đây là một trong những dòng sản phẩm chuyên dành cho những người có chức năng gan yếu kém hay là có tính chất công việc thường xuyên phải tiếp xúc với rượu bia. Và chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của sản phẩm này. Công dụng đầu tiên của dòng sản phẩm Hovinia Dusit đó chính là khả năng giải độc rượu. Đối với những người mà chúng ta tiếp nạp phải lượng rượu quá nhiều vào trong cơ thể, khi đó gan của chúng ta sẽ không kịp đào thải cũng như là không kịp xử lý, dẫn đến tình trạng ngộ độc rượu. Tuy nhiên thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh, đó chính là với dòng sản phẩm nước bổ gan giải độc rượu này thì chúng ta sẽ uống từ 1 đến 2 gói trước khi chúng ta phải uống rượu bia từ 15 đến 20 phút. Sản phẩm này sẽ giúp cho chức năng gan của chúng ta được hoạt động tốt hơn, đồng thời là khi rượu đi vào trong cơ thể sẽ ngay lập tức đào thải ra khỏi cơ thể, không để lại các chất độc, từ đó thì giúp cho cơ thể của chúng ta tránh khỏi tình trạng ngộ độc rượu. Công dụng thứ hai của dòng sản phẩm này đó chính là khả năng giải rượu bia. Đối với những người mà khi chúng ta tiếp xúc rượu bia quá nhiều hay là chúng ta uống quá nhiều rượu bia thì hẳn sẽ gặp phải tình trạng đau đầu, chóng mắt, buồn nôn đúng không ạ? Và dòng sản phẩm này thì sẽ giúp cho chúng ta giải rượu nhanh chóng. Công dụng thứ ba của dòng sản phẩm nước bổ gan giải độc rượu này đó chính là giúp ngăn chặn tình trạng men gan cao, đồng thời là điều trị tình trạng men gan cao cho chúng ta hiệu quả. Với dòng sản phẩm này thì không có chỉ có công dụng là hỗ trợ giải rượu hay là giải độc rượu, mà sản phẩm này còn được biết đến là một trong những dòng sản phẩm hàng đầu trong việc là hỗ trợ giải độc gan, hạ men gan. Như Kiều Anh có chia sẻ, với những người sử dụng rượu bia quá nhiều thì tình trạng men gan của họ sẽ tăng cao và từ đó thì sẽ gặp phải tình trạng như là nổi bể đay, nổi ngứa hay là cơ thể của chúng ta thường xuyên mệt mỏi. Và công dụng thứ tư của dòng sản phẩm này đó chính là hỗ trợ tăng cường chức năng gan. Đối với những người mà có tình trạng chức năng gan yếu kém, hoạt động của chức năng gan không được hiệu quả thì hẳn rằng chúng ta sẽ rất hay gặp phải những tình trạng như là mẩn ngứa, nổi bể đay hay là uống rượu chúng ta bị ngộ độc rượu đúng không ạ? Và tất nhiên là hoạt động gan của chúng ta hoạt động không được tốt cũng như là tình trạng gan của chúng ta đang gặp phải nhiều vấn đề. Khi sử dụng dòng sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho hoạt động của chức năng gan chúng ta được tốt hơn, đồng thời là giúp gan của chúng ta tăng cường hệ miễn dịch cũng như là sức đề kháng của gan sẽ tốt hơn. Vâng, vừa rồi mới chỉ là 4 công dụng chính, 4 công dụng nổi bật nhất của dòng sản phẩm nước bổ gan giải độc rượu Hovinia Dusit Tans 365 đến từ Hàn Quốc thôi ạ. Bên cạnh những công dụng như Kiều Anh vừa chia sẻ, thì dòng sản phẩm này còn được biết đến là một trong những dòng sản phẩm giúp làm đẹp da, làm mát cơ thể, làm mát gan. Nếu như các bạn đang thường xuyên gặp phải tình trạng nóng trong người, nổi mụn nhọt, thì Kiều Anh khuyên rằng các bạn hãy ngay lập tức sử dụng dòng sản phẩm nước bổ gan giải độc rượu Hovinia Dusit Tans 365 đến từ Hàn Quốc này. Và với sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh nhé là mỗi ngày chúng ta sử dụng từ 1 cho đến là 2 gói để đảm bảo rằng chức năng gan của chúng ta được hoạt động hiệu quả, đồng thời là hỗ trợ điều trị các vấn đề như Kiều Anh vừa chia sẻ. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm.
Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước bổ gan giải độc rượu Hovenia Dusit Tan 365 đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.